Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan toàn quốc nha. Hôm nay em lại lên rất là nhiều những cái mặt hàng mà có tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên đây là một giò bạch nhạn nha các bác nhá. Bạch nhạn thì cây bây giờ đang bắt đầu ra nụ rồi này. Đây. Giò này được một nụ này. Đây nụ nữa là hai nụ này. Đấy, hiện tại là giò này có hai nụ rồi các bác nhá, có hai nụ thôi. Và rễ cũng đang ra đây rồi, rễ đang ra đẹp đây rồi. Đấy, cây rễ đang ra đẹp đây. Giò này được hai nụ nhá. Mã số A53. Được 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cây. Mã số A53 có giá là 200.000 đồng, 200.000 đồng nhé. Bạch nhạn ạ, bạch nhạn. Tiếp theo em lên một cái giò hoàng phi hạc. Mã số A55. Đây, mầm đây, đang lên rất nhiều rồi. Mầm gốc nữa đang lên được 1, 2, 3, 4, 5 này, 6 này. Đấy, 7, 8 này. Lên 8 cái mầm gốc nữa nha các bác nhé. 8, 9 cái mầm gốc nữa. 9 mầm gốc nữa đang lên. Đấy. Giò này mã số A55 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số A55. A55, 200.000 đồng. Mã số A54. Đây là một giò cáo phân nhánh trồng thuần trên một cái chậu sành như này các bác nhé. Chậu này chậu Phi 18. Đây, một cần phân nhánh này coi nhá. Và cần này thì không phân. Mã số A54, giò này có giá là 900.000 đồng. 900.000 đồng nha các bác nhá. Cáo Lai Châu hàng phân nhánh, mặt hoa rất đẹp đấy ạ. Đấy, mặt hoa tím đẹp nha các bác nhá. 900.000 đồng mã số A54, cáo phân nhánh. Đây, tiếp theo em có cái thằng Phi Điệp 5 cây trắng Phú Thọ đang có nụ đấy các bác nhá. Được một cành nụ, hai cành nụ, ba cành nụ này, bốn cành đang nụ này. Đấy, thân dài nhất được 2 này, 4 này, được 50 cm. Và mầm gốc đang lên đây được 1 2 3 4 5 6, rồi này được 6 cái mầm gốc nhá, 6 mầm gốc. Đấy. Chậu này có giá là 400.000 đồng mã số A62. A62 400.000 đồng. Đây có hoa, chuẩn giống nha các bác nhá. Mặc dù bây giờ nó đã rất là rẻ rồi nhưng mà vẫn rất nhiều người vẫn còn đi lừa đảo cái loại 5 cành trắng Phú Thọ này các bác nhá. Mã số A62 400.000 đồng. Tiếp theo một giò 5 cành trắng Phú Thọ nữa. Đấy, giò này cũng đang có nụ đây các bác này. Đấy. Hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm đi, chuẩn hoa chuẩn giống thì các bác cứ yên tâm, về chỉ việc chăm thôi. Giò này được 1 2 3 4 5 6 7 cái mầm gốc. Giò này 7 mầm gốc và được một cành đang nụ này thôi. Còn mấy cái cành này thì chắc không ra nụ đâu. Mã số A63 có giá là 350.000. 350.000 nhá. Đấy, 5 cành trắng Phú Thọ. Tiếp theo lên một chậu kiều vuông mã số A53. Chậu kiều vuông trồng trên một cái cục rớn bốn xung quanh như này. Đấy, mã số A53 giờ này có giá là 300.000 đồng thôi nhá. 300.000 ạ. Đấy, kiều vuông trồng thuần bốn xung quanh trên cục gỗ này, 300.000 đồng mã số A53. Đấy, rất nhiều thân ạ, nhiều thân lắm ấy nhá. Đấy. 300.000 đồng mã số A53. Tiếp theo mã số A52, đây là một giò tam bảo sắc. Tam bảo sắc gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. 6 cây tam bảo sắc như này, trồng thuần thì hơn 2 năm nay rồi. Đây, trồng từ cái lúc thời cây nó còn bé tí nha các bác nhá. Cái dòng này chưa có hoa, năm sau bắt đầu thì các bác mới có hoa. Thì về các bác vẫn bắt sổ số được các bác nhá. Về bắt sổ số được những mặt hoa đẹp nha các bác nhá. Mã số A52, 200.000 đồng. Cây đã khỏe như này rồi, 1 năm nó đi 3, 4 cặp lá là chuyện quá bình thường luôn. Cuối năm cây rất đẹp, mã A52 200.000. Tiếp theo lên một giò đuôi cáo. Một giò đuôi cáo này gồm 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây và được một nụ này, hai nụ này. Hai nụ. 3 nụ này. 4 nụ này. 5 nụ này, đấy. 6 cây và được 5 cành nụ như này. Mã số A57. A57 có giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng nha các bác nhé. 500.000 mã A57. 500.000 nuôi cáo. Trồng thuần trên một cục gỗ lũa nha các bác nhé. Thuần lâu phết rồi đấy. Giò cáo tiếp theo. Giò này nguyên một dề. Nguyên một dề luôn, được 1, 2, 3, 4, 5 cây. Một dề 5 cây. Đấy, và đang thêm được 2 cây con đấy nữa này. 2 cây con đấy nữa. Đấy. 5 cây là thành 7 cây nha các bác nhé. Được 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 cái nụ. Mã số A55 có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng nha các bác nhé. Mã số A55 300 người cáo.
Tiếp theo lên một giò hoàng thảo kèn, nói chung là cực đẹp luôn các bác. Đây hai cái mầm này nó lên quá khỏe luôn này. Đấy, hai mầm dài đây, hai mầm dài nhỡ nhỡ tầm khoảng 10 16 17 đây. Và cái mầm đang lên thêm này, một mầm, hai mầm này, ba mầm, bốn mầm này. 4 này, 5 này, 6 7 mầm nữa, 7 cái mầm đang lên thêm này. Và 4 cái mầm này nữa thành 11 mầm nha các bác nhá. 11 cái mầm gốc. Mã số A60 có giá là 600.000 đồng thôi nhá. 600.000 đồng đấy. Đấy, một giò rất nhiều mầm như này. 600.000 đồng mã số A60. Tiếp theo lên một giò đùi gà tròn. Đấy, đùi một giò đùi gà tròn trồng trong một cái chậu bí phi 25 như này. Mã số A54, giò này có giá là 300.000 đồng nhá. 300.000 đồng đùi gà tròn. Mã số A54 300.000. Chậu gỗ nhãn nha các bác nhá, gỗ nhãn phi 25. 300.000 mã số A54. Mã số A56, đây một giò chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc. Đấy, giò này thuần rất lâu rồi. Mã số A56 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng chuỗi ngọc nhé. Mã số A56 chuỗi ngọc 200. Tiếp đến em lên là một giò vương miệng rồng xanh. Lá kẻ phát tài rất đẹp đấy các bác nhá. Đấy, cây nào cây đấy đều kẻ, đều phát, đều lá phát tài hết. Và hoa của nó thành chùm rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy. Mã số A52 có giá là 300.000 đồng. Vương miệng rồng xanh nhá các bác nhá. Vương miệng rồng xanh. Bác nào chưa biết hoa thì các bác cứ vào Google các bác search lên một phát là nó ra hoa luôn. Hoa rất là to và cần hoa nó cũng dài và hoa rất bền nha các bác nhá. Hoa cực kỳ bền luôn tại vì cánh nó dày. Mã số A51. A51 đây là một giò cái gì nhỉ? Thanh đạm sữa, à thanh đạm mắt ngọc nhá, thanh đạm mắt ngọc. Đấy, giò này đang lên rất nhiều lụ nha các bác. Đây những cái này là toàn là cái lụ của nó này. Được 1 này, 2 3 này. 3 này, 4 này. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 được 23 cái nụ. Nói chung là nó còn nữa chẳng qua là đếm đếm nói chung chưa hết đâu, còn về các bác phải đếm vẫn rơi ra được thêm mấy lụ nữa. Mã số A51 200.000 đồng, tại vì em đếm sơ sơ qua rồi cái nào nhìn thấy em mới đếm thôi. A51 200.000 đồng thanh đạm mắt ngọc, hoa rất là thơm nha các bác nhá. Tiếp theo lên một cái giò trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà nụ hàng thì đã thuần đẹp rồi các bác nhé. Đấy, giò này được 1, 2, 3 này, 4, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Được 13 mầm gốc và được mấy cái kỳ nữa các bác nhé. Được mấy cái kỳ nữa và 13 mầm gốc. Mã số A50 có giá là 250.000. 250.000 mã số A50. Trúc Phật Bà nha các bác nhé. Trúc Phật Bà. Tiếp theo đây một giò hạc vĩ. Một giò hạc vĩ như này. Mã số A51 có giá là 250.000 đồng. Đấy, giò này là hàng đã thuần 52 rồi. Trên một cái bảng dớn rộng tầm khoảng 18 và dài 30 nhá. Mã số A51 250.000 rất nhiều mầm ạ. Mầm rất là nhiều. Mầm rất nhiều luôn. Đấy, cây rất là khỏe rồi. A51 250.000. Tiếp đến em lên một cái giò sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên này là hàng thường thôi các bác nhá. Sơn thủy tiên thường thôi. Đấy, một giò như thế này. Mã số 08 có giá là 250.000. Bộ rễ của nó đã thuần rất đẹp rồi các bác nhá. Và đang ra thêm rất nhiều rễ đây ạ. Rất nhiều rễ đang ra nữa đây nhá. Đấy, 250.000 mã số 08. 08 250.000 sơn thủy tiên. Đó, cực đẹp luôn. Tiếp theo một giò sơn thủy tiên họng đen. Sơn thủy tiên họng đen nha các bác nhá. Đây giò này được 1 2 3 4 cái cây tơ và đây mầm non đang lên được một mầm này. Và một mầm nữa bên này là hai mầm nha các bác nhá. Đang lên thêm được hai mầm non. Đấy và bốn thân như này. Đây em bóc một cái hoa cho các bác xem. Đấy. Hoa thì nó đen. Bác yên tâm. Đây.
đèn chưa? Đấy nha, đèn nha. Đấy, họng đèn đây. Mã A46 có giá là 400.000 đồng. Ba vòi hoa nhá, 400.000 đồng, mã số A46. 400. Tiếp theo lên một cái chậu vũ lữ Mintolia. Mintolia thì chậu này được à? 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ này. 4 nụ này. 5 nụ, 6 nụ này, 7 nụ, 8 nụ này. Rồi được 8 cái nụ nhá. 8 cành đang nụ nha các bác nhá. 8 cành đang nụ, mã số A61 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số A61 vũ nữ Mintolia. A61 200.000. Tiếp theo lên một cái giò môi quạt. Đây, hoa của môi quạt này nó rất là đẹp các bác ạ. Đây. Hoa cực đẹp luôn như này. Đấy, cái này là nguyên một rề nhá các bác nhá. Nguyên một rề luôn ạ. Một rề mẹ con của nó đây. Đấy, được tổng một đầu này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, được 8 tổng là được 8 đầu. Mã số A34 có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng, thuần ở trên một cục gỗ này các bác nhá. Cục gỗ lũa như này. 300.000 đồng, mã số A34. Đấy là hàng môi quạt. Tiếp đến em lên một cái giò da báo trồng thuần trên một cục gỗ như thế này. Mã số A19. A19 giò này được 1 2 3 4 5 6 7 cây. 1 2 3 4 5 6 đúng rồi, được 7 cây rồi các bác nhá, được 7 cây. 200.000 đồng, mã số A19. A19 200.000 đồng nhá. Da báo. Tiếp theo mã số A21. A21. Đây là một giò hỏa hoàng cam nhá các bác nhá. Đấy, hỏa hoàng cam. Cần hoa của nó sẽ như thế này. Hoa thì nó hoa, cái thằng hỏa hoàng cam là hoa rất bền nhá các bác nhá, hoa cực kỳ bền luôn đấy ạ. Và cây đã ra rễ rất đẹp rồi đây nha các bác nhá. Cây đã ra rễ rất đẹp rồi. Đấy. Một giò như này mã số A21 có giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng, hỏa hoàng cam trồng trên cục gỗ như này, được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cây. 250.000 mã số A21. Tiếp theo lên một cái giò huyết nhung hoa màu vàng. Huyết nhung hoa vàng. Giò này trồng toàn cây tuyển các bác nhá, toàn cây tuyển xếp đẹp thôi. Được 1 cây, 2 cây, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. Giò này được 11 cây và rễ đã ra đẹp rồi nha các bác nhá. Rễ ra đẹp rồi. Đây, còn bám cả gỗ trong này rồi. Đấy, mã số A18 có giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng mã số A18, huyết nhung hoa vàng nha các bác nhá. Một trong những cái dòng hoa lan cũng rất là đẹp, cần hoa phân nhánh rất là dài nha các bác nhá. Tiếp đến em lên một giò trầm tím như thế này, trầm tím. Đấy, một chậu cực to như này, chậu này là chậu phi 25 nhá, chậu sen phi 25. Và hoa đã nở một mặt bên này rồi, còn bên này nó vẫn còn rất nhiều nụ đây các bác này. Đây, nụ còn rất là nhiều đây. Đấy, còn rất nhiều cành nụ đây. Đấy, bên này cũng vẫn còn nụ đây các bác nhá. Hoa thì nó cũng mới nở thôi, mới nở 2 3 hôm thì các bác yên tâm. Tại vì là cái loại này thì hoa của nó cũng rất là bền, hoa bền nha các bác nhá. Còn những cái lá thì là lá già của nó sẽ vàng, lá là chuyện bình thường thôi. Các bác về cứ vặt hết đi không sao đâu. Và mầm non đang lên rất nhiều này. Mầm non đang lên cực nhiều luôn các bác nhá. Cực nhiều mầm non luôn ạ. Đấy. Mã số A39 có giá là 600.000 đồng. 600.000 đồng mã số A39. Trầm tím nha các bác nhá, trầm tím. Tiếp đến em lên một cái giò chun lan. Chun, lan chun như này. Đấy. Một trong những cái dòng mệnh danh là dòng nước hoa Pháp nha các bác nhá. Hoa nó cực kỳ thơm luôn. Đấy, cực kỳ thơm luôn. Một chậu như này mã số A48 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số A48. Mùa này cũng sắp đến mùa hoa của nó rồi các bác nhá. A48 200.000 đồng chun lan. Tiếp theo một giò hải yến như thế này, gồm 6 cây. 6 cây hải yến trồng thuần trên một cái chậu gỗ như này, đây. Đấy. Mã số A33 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số A33. Hải yến thì bây giờ có những cây đang ra lụ rồi các bác nhá. Có những cây đang bắt đầu ra lụ rồi. Đấy. Mã số A33 có giá là 200.000 đồng thì những cái cây này tất cả 100% 6 cây này năm ngoái đã đều có lụ hết rồi. Thì năm nay nó cũng sẽ ra lụ rồi.
A33 200.000 đồng. Giò tiếp theo em lên đó là một cái chậu thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo một chậu to này nhá, chậu to như này. A12 có giá là 500.000. 500.000 đồng mã số A12 nhá. A12 500.000 đồng. Thanh đạm Indo. Tiếp đến là một giò đùi gà. Gà này là gà 5 cánh trắng và họng của họng đỏ nha các bác nhá, gọi là gà Bã Chầu của Lai Châu đấy. Đấy, gà Bã Chầu, một kỳ, một thân và một mồm gốc này, kỳ 52 đây. Giò này có giá là 200.000 đồng nhá các bác nhá, 200.000 đồng, gà Bã Chầu. Đấy, 5 cánh trắng họng đỏ nha các bác nhá, gà Bã Chầu. 200.000 đồng. Tiếp theo một chậu trúc đen mã số A40. Đấy, trúc đen A40 có giá là 200.000 đồng nhá các bác nhá. 200.000 đồng. Mã số A40 trúc đen ạ. Tiếp theo lên một giò kiều tím. Kiều tím thì bây giờ đang sưng nụ rồi. Giò này thì đây có hai cái nụ to đây các bác nhá. Một nụ to, hai nụ to này. Và cái nụ bé, được 4 cái nụ bé này các bác nhá. Bé bé lên này. 1 này, 2 này, 3 này. 3. Bên đây là hai cái này, 5 cái, 5 cái bé và hai cái to nha các bác nhá. Đấy. Mã số A43 có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng kiều tím ạ. Đấy, kiều tím 300.000. Thân dài nhất được 2 này, 4 này. Đấy, 6 hơn 60 cm nhá. 300.000 đồng. Tiếp theo em lên một chậu hài đuôi công. Hài đuôi công, hàng thuần chậu hơn 3 năm nay rồi các bác nhá. Hơn 3 nó đẩy dễ, nó còn xuống đầy dưới đáy để các bác. Hơn 3 năm rồi, một chậu to như thế này. Chậu to như thế này. Cái lá vàng vàng này toàn những cái lá của thân già, thân hoa của năm ngoái rồi các bác nhá. Về các bác cứ cắt đi cho nó đẹp các bác. Đấy, một chậu như thế này, nguyên một rề, to vật vã, mã số A50. Chậu này có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng mã số A50 nhé. A50 300. 300.000 đồng. Tiếp theo lên một chậu hài kim. Hài kim mã số A49. A49 chậu này có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số A49. 200.000. A49 200. Tiếp theo lên một chậu nhạn 4N. Đấy, hàng cây xếp rất đẹp như này. Mã số A58, giò này có giá là 350.000 nhé. A58 350.000. Hoàng nhạn 4N. Mã số A58 350.000. Đấy, rồi anh chị em ấy có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.